chuối. Banana. Quả chuối. Banana. Quả chuối. Banana. Bé biết không, chuối chúng ta ăn bây giờ chỉ mới được phát hiện vào năm 1836. Những quả chuối ban đầu thường không có vị ngọt và thay vì màu vàng, chúng có màu đỏ hoặc xanh lá cây. Hoa chuối nở rộ từ đầu tháng 12 đến hết tháng 1 âm lịch. Màu sắc hoa chuối không đồng nhất, có thể biến đổi từ màu đỏ đến vàng rất sặc sỡ đó nhé. Bé biết không, chuối có 75% là nước, tuy nhiên chúng ta vẫn thấy nó khá khô ráo và rắn chắc phải không nào? Bé có biết tại sao con Tinh Tinh lại khỏe mạnh như vậy không? Vì chúng thích ăn chuối, và người ta đã khám phá ra rằng chỉ với 2 trái chuối sẽ tương đương với 90 phút con người tập thể dục ở cường độ mạnh đó nha. Mâm xôi đen. Blackberry. Mâm xôi đen. Blackberry. Mâm xôi đen. Blackberry. Mâm xôi đen, hay còn gọi là phúc bồn tử đen, thuộc họ dâu tằm. Chúng có vị chua ngọt, dịu nhẹ, thanh thanh, khi chín quả có màu đen sẫm. Quả này chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Quả mâm xôi đen thường được dùng để trộn với sữa chua, làm salad, hoặc ăn tươi, làm bánh, hay thậm chí để trang trí các loại bánh. Hạnh nhân. Almond. Hạnh nhân. Almond. Mệnh danh là nữ hoàng của các loại hạt, không chỉ vì cây xinh đẹp mà hạt hạnh nhân còn chứa đựng biết bao nhiêu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Hoa hạnh nhân có màu hồng nhạt hoặc màu trắng, hoa có 5 cánh và thường nở vào mùa xuân. Hạnh nhân là một trong những loại thực phẩm được lựa chọn để nâng cao sức khỏe vì trong hạt hạnh nhân có chứa nhiều chất xơ, vitamin E, vitamin nhóm B, canxi. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye bye.